nay thì sao em xin tri ân cho các bác mã sản phẩm máy xay đa năng Lookmat thương hiệu Nhật Bản và được phân phối trực tiếp bởi nhà phân phối Hưng Thịnh với mức giá cực kỳ ưu đãi luôn. Giảm từ 600.000 xuống chỉ còn 299.000, chỉ duy nhất 299.000 mà có ngay máy xay đa năng cao cấp dung tích 2 lít. Được nhập khẩu trực tiếp tại Nhật Bản, được phân phối trực tiếp bởi nhà phân phối Hưng Thịnh thì sản phẩm máy xay đa năng Lookmat vô cùng là chất lượng, xay nhuyễn tất cả các loại thực phẩm từ cứng cho tới mềm. Máy có thể là xay nhuyễn được cả đá này, và bây giờ ấy thì là người thật việc thật nên là em sẽ xay cho các bác luôn ạ. Đá này dù là có cứng đến đâu thì với cái máy xay này chắc chắn là đá sẽ nhuyễn. Các bác nhìn thấy không? Đá nhà em rất là cứng, rất là to như này. Đấy, em cho đá vào đây. Các bác sau khi mà cho đá vào này, các bác sẽ đậy cái nắp này vào. Đấy. Và đây là cái motor, các bác sẽ đặt nó vào. Đấy, như này là xong ạ. Các bác nhìn này, chỉ một giây thôi. Chỉ một giây thôi các bạn. Nhìn này, đá của nhà em này chắc chắn rất là nhuyễn luôn. Đấy, người thật việc thật nhá, rất là nhuyễn. Múc đá ra cho các bác nhìn. Đây ạ, đá nhuyễn như thế này đúng không ạ? Các bác nhìn thấy không? Đá cực kỳ nhuyễn luôn. Và bây giờ thì em chuyển sang xay thịt cho các bác xem ạ. Thì bình thường khi mà xay thịt ý, thịt nhuyễn như thế này ý, thì em nói thật chỉ có một trong hai cách. Đó là một là phải phi thẳng ra chợ này, sau đấy thì nhờ các bà xay hộ, hoặc là ra siêu thị thì mình mua sẵn thôi. Và hai là thậm chí là bọn mình phải chuẩn bị như này, cả dao cả thớt như này đúng không? Rồi bắt đầu cái gì? Ngồi băm 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 như này cho đến khi nào mà thấy đau lưng, thấy mỏi tay thì lúc đấy thịt của chúng ta mới mềm đúng không? Nhưng với cái máy này nhá thì giờ không còn chuyện đấy nữa. Và chúng ta chỉ cần vài giây thôi, với chiếc máy nhỏ xinh như này là thịt của chúng ta sẽ mềm chỉ trong khoảng 30 giây thôi. Thì bây giờ đây, có thực tế là em có một phần thịt này, em sẽ xay cho các bác xem ạ. Đây ạ, một chiếc máy như thế này. Đó, đây là thịt của bên nhà em. Em đã chuẩn bị sẵn rồi cho các bác xem cho nó nhanh. Đây, thịt này rất là to, em thả vào đây ạ. Thì cái lưỡi dao này là 4 lưỡi, nên là xoắn kép sẽ rất là tiện lợi xoay nhuyễn tất cả các loại thịt cho các bác. Các bác nhìn thấy không? Đây là thịt đấy ạ. Đây ạ, chỉ khoảng tầm 30 giây thôi là thịt của các bác đã nhuyễn ra rồi. Đây, em cho các bác chắc là chưa đến 30 giây đâu. Em cho các bác xem này, thịt nhà em này. Đây các bác nhìn thấy không? Chỉ với 30 giây thôi mà thịt của em thì đã được xay nhuyễn như thế này rồi ạ, đúng không? Máy rất là tuyệt vời. Và chiếc máy này thì hoàn toàn có thể xay được cả đá nữa. Và mùa hè ấy, mà chúng ta có một cái ly gọi là đá bào mát lạnh như này thì còn gì tuyệt vời hơn, đúng không các bác? Đồng thời các bác mua 1 được 3 với 3 phần quà hấp dẫn tặng kèm theo đó. Quà tặng đầu tiên chính là một set đũa hoàng gia. Đây là được nhập khẩu trực tiếp tại Nhật Bản. Ở trên đầu đũa như này thì được mạ vàng nữa. Và sản phẩm thứ hai đó chính là cái nạo rau củ. Đây các bác nhìn xem ạ. Đây là cái nạo rau củ này thì có chất liệu là từ inox 304, không sợ han gì này. Và cuối cùng là các bác sẽ được tặng kèm theo đó là một cái lưỡi lam xay. Đây là lưỡi lam dự bị. Thì cái lưỡi dao này sau khi mà chúng ta sử dụng một thời gian rồi ý, thì cái độ sắc của nó sẽ được giảm đi đáng kể. Và cá nhân em nhé, thấy là nhiều bác cũng hay hỏi han để mà mua thêm cái lưỡi dao riêng này lắm ạ. Và bình thường nếu như các bác mua bên ngoài ý, thì là phải mấy trăm nghìn rồi, thậm chí là siêu thị họ còn bán đắt hơn. Thì ngày hôm nay cứ mua một máy xay đa năng Lookmat như thế này, bên em sẽ tặng 0 đồng cho các bác và miễn phí vận chuyển trên mọi đơn hàng. Nhớ cho bên em ạ, mỗi sản phẩm của bên em sẽ có thẻ bảo hành 36 tháng cho mỗi đơn hàng. Đây, lỗi 1 đổi 1 nếu như là lỗi của sản phẩm. Và trên thẻ bảo hành này thì sẽ có là hướng dẫn bảo hành này, cũng như là cái điều kiện bảo hành cho các bác khi mà mua hàng của bên em ạ. Và các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái, bên em cam kết là chỉ bán hàng chất lượng, hàng uy tín cho các bác thôi ạ. Khi sản phẩm về tay các bác ý, thì các bác nhớ là kiểm tra đầy đủ thông tin ở trên vỏ hộp cho em ạ. Ở đây thì trên hộp này thì bọn em ghi nhé là địa chỉ tại Nhật Bản này. Và ba mặt của cái hộp như thế này thì đều có thương hiệu của nhà phân phối Hưng Thịnh đấy ạ. Các bác nhìn thấy không ạ? Và đây là cái sản phẩm mà được cục kiểm định chứng nhận cho cái dòng sản phẩm đạt chất lượng ISO. Đây ạ, đây là bọn em đã in rất là rõ và sắc nét như này rồi. Và đặc biệt đó là bên em thì không dán tem, thì tất cả những sản phẩm mà dán tem nhá thì em đảm bảo đấy là hàng giả, hàng nhái, hàng dởm. Mà bên em thì chỉ có in trực tiếp như thế này thôi, nên đảm bảo đây là hàng chính hãng cho các bác ạ. Và bên cạnh đó thì đây ạ, các bác nhìn thấy là cái hộp như này bọn em còn có QR nữa. Rất là tiện lợi là khi là mình dùng điện thoại như này, mình sẽ quét vào cái mã QR này sẽ hiện lên các cái dòng để mình đăng ký thông tin để bảo hành điện tử. Với Hưng Thịnh thì chắc chắn là bảo hành 36 tháng cho các bác, nên hoàn toàn yên tâm với một cái sản phẩm mà chất lượng và độ bền dài như thế đúng không ạ? Thì với công nghệ tiên tiến nhất của Nhật Bản thì bên em là áp
dụng vào một chiếc máy xay như này sẽ giúp cho là máy hoạt động với cả cái công suất đó là 300W, xay nhuyễn mọi thứ và sẽ có bốn cái lưỡi dao xoắn kết như thế này ạ. Đây ạ, đây là lưỡi dao này, thì với cái tốc độ này là nó sẽ gấp 10 lần so với cả các cái sản phẩm thông thường ở trên thị trường. Và sản phẩm thì làm được bằng chất liệu 304 thì nó rất là dễ vệ sinh này, cực kỳ tiện lợi, không ọp ẹp, không cong vênh, thiết kế thì khá là nhỏ gọn đúng không ạ? Không cần bị là gọi là chiếm quá nhiều diện tích và dễ dàng cất gọn sau khi mà chúng ta sử dụng. Thì máy ở đây có 3 bộ phận chính. Đầu tiên này các bác nhìn thấy đây là cái cối xay. Cái cối này thì có nắp đậy này. Đây ạ, cái nắp đậy như thế này rất là chắc chắn. Và tiếp theo đó là đây là cái bộ dao nên gồm 4 lưỡi. Và bên cạnh đó cuối cùng đây là cái sản phẩm, đây là gọi là cái bộ phận khá là quan trọng, đây chính là cái motor ở bên trên. Thì nếu như là các bác mà muốn mua sản phẩm, một sản phẩm chính hãng là máy xay inox Lookmark này, thì các bác hãy nhanh tay gọi ngay đến số điện thoại được ghi ở trên màn hình, hoặc là gọi điện đến số điện thoại dưới cái video này ạ. Bên em sẽ ship tận nơi cho các bác. Nhanh tay là còn, chậm chân là hết đi các bác nhá.